Tên lửa đẩy Super Heavy, nửa dưới của hệ thống tên lửa Starship của SpaceX ngày 9 tháng 2 lần đầu tiên đã được kích hoạt. Đây là một phần trong nhiệm vụ bắn thử nhằm phục vụ cho chuyến bay lên quỹ đạo đầu tiên của các con tàu chinh phục Mặt Trăng và Sao Hỏa trong vài tháng tới. Theo giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk, 31 trong số 33 động cơ tên lửa Raptor của tên lửa đẩy Super Heavy đã được kích hoạt trong khoảng 10 giây tại các cơ sở tên lửa phía Nam Texas của công ty này. Elon Musk đã chia sẻ dòng tweet với nội dung Chúng tôi đã tắt một động cơ ngay trước khi bắt đầu và một động cơ tự dừng lại. Do vậy, có tổng cộng 31 động cơ hoạt động, đủ để giúp tên lửa đẩy Super Heavy đi vào quỹ đạo. Hiện chưa rõ liệu SpaceX có quyết định tiến hành một vụ thử khác để kích hoạt toàn bộ 33 động cơ trước khi phóng tên lửa thế hệ mới này lên vũ trụ hay không. Theo các nhà bình luận trong nhóm truyền thông vũ trụ NASA Spacefly, việc kích hoạt thử 31 động cơ Raptor của Starship đã lập kỷ lục mới về lực đẩy được tạo ra bởi một tên lửa duy nhất khoảng 17 triệu pound, hơn lực đẩy 8 triệu pound của tên lửa hệ thống phóng không gian của NASA và gần gấp đôi so với lực đẩy 10,5 triệu pound của tên lửa N1 của Nga. Là một phần trong mục tiêu chinh phục sao hỏa của tỷ phú Elon Musk, hệ thống tên lửa Starship được trang bị hai tầng bọc thép không gì với chiều cao khoảng 120 m cùng với 33 động cơ Raptor giúp cho Starship mạnh hơn Saturn V, tên lửa của NASA đã đưa con người lên mặt trăng theo chương trình Apollo. Tài trợ một phần cho hệ thống tên lửa Starship, NASA mong muốn sử dụng tên lửa này trong một thập kỷ tới nhằm đưa những phi hành gia đầu tiên lên mặt trăng kể từ lần cuối cùng vào năm 1972.